Dạ vâng, kênh Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ nha. Thì hôm nay đã là ngày 28 tháng 4 năm 2021, quý vị có khỏe không? Thì lời đầu tiên cho Nga xin kính chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe, làm ăn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hôm nay Nga có một cái đề tài nho nhỏ muốn chia sẻ với quý vị, nó có liên quan đến người Việt tại Mỹ. Có cái tiêu đề là người đàn ông gốc Việt bị cưa xát ở tiểu bang Indiana. Thì cái câu chuyện nó sẽ là như sau. Theo như đài NBC ở Fort Quinn dẫn hồ sơ tòa án cho hay, hôm qua là ngày thứ ba 27 tháng 4 năm 2021, là vào ngày hồi cuối tuần đó quý vị, thì có một người đàn ông gốc Việt tên là Sen Nguyễn ở bang Indiana bị ba thanh niên đi nhờ xe giết chết. Theo như bản tin cho biết, vào 5 giờ sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021, thì cảnh sát được báo cho biết là ông Sen Nguyễn đã bị mất tích. Khi nhìn thấy chiếc xe van màu đen của ông Sen Nguyễn thì cảnh sát cố chặn lại, nhưng chiếc xe vẫn bỏ chạy và cảnh sát đã rượt đuổi theo chiếc xe van này. Giống như trong phim hành động vậy các bạn, cảnh sát rượt xe của phạm nhân. Xong rồi sau khi rượt đuổi một lúc thì xe này bị tông và ba tên thanh niên này đã tẩu thoát khỏi hiện trường nha quý vị. Thì ba tên này là lần lượt đã có danh tánh là Matthew Kramer 21 tuổi, Jacob D. Carion Hamilton 20 tuổi và Cody Clement 20 tuổi. Thì sau khi cảnh sát chặn xe van này lại, lục soát thì thấy có nhiều bao rác đựng thi thể đã bị chặt khúc. Thì hôm thứ Hai ngày 26 tháng 4 năm 2021, thì cảnh sát đã xác nhận người bị chặt khúc là ông Sen Nguyễn 55 tuổi. Theo như lời khai của Matthew Kramer thì tên này và hai người bạn đi nhờ xe của ông Sen Nguyễn rồi giết ông Sen trong một nhà kho, sau đó lấy tiền của ổng đi mua cưa nè, mua thau nhựa nè, mua dao, mua xẻng để cắt thi thể của ổng ra. Tính phi tang thi thể nhưng người tính không bằng trời tính quý vị ơi. Hiện nay vào sáng thứ Hai ngày 26 tháng 4 năm 2021 á, thì cái bạn thanh niên tên là Cody Clemens đã ra sở cảnh sát đầu thú. Còn cái nghi can mà Matthew Kramer á, là bị truy tố là tội giết người, chống cự cảnh sát và hành hạ thi thể. Là cái tội mà giết ông Sen Nguyễn nè. Rồi khi mà cảnh sát chặn xe lại thì cố tình không không ngừng xe lại nè. Rồi khi mà người ta chết rồi là cưa người ta ra thành nhiều khúc nè. Đó. Rồi tên nghi can Carion Hamilton thì bị truy tố tội chống cự cảnh sát, tiếp tay với tội phạm và hành hạ thi thể. Thì được biết ông Sen là một người rất tử tế, chuyên làm những việc thiện nguyện cho nhà thờ và thường giúp người ta thông dịch viên vì ông biết tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha nha quý vị. Được biết ông có cái xe truck để đi bán thức ăn dạo cho các hãng xưởng. Ngoài ra các linh mục cho biết ông là người trưởng ban nhạc trong các nhà thờ. Thì quý vị thấy không? Bây giờ mình muốn làm người tốt, mình tử tế mà mình cho người ta đi xe nhờ rồi cái cũng bị người ta giết mình chết rồi chặt mình ra thành mấy khúc luôn á quý vị. Thấy rất là sợ cho nên là muốn giúp đỡ người ta mà cũng không được nữa. Cho nên là ở Mỹ này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết quý vị. Thì video của Nga đến đây là hết rồi. Xin quý vị hãy nhấn nút like, nút share và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Nga nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye quý vị.